Mùa hè năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức thăm Cộng hòa Pháp. Và đây là hoạt động ngoại giao đầu tiên của người ở nước ngoài trên cương vị nguyên thủ quốc gia sang đàm phán thương thuyết với chính phủ Pháp để bảo vệ nền độc lập non trẻ của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình. Và có một nhân chứng rất đặc biệt đã theo suốt hành trình 99 ngày của người và phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị Fontainebleau trên đất Pháp và ghi lại những hình ảnh lịch sử quý giá giúp cho thế hệ người Việt Nam hiểu về những khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc. 3,1 triệu đô la là giá chốt cho tác phẩm chân dung cô Phương trong phiên đấu giá của Sotheby's. Bức tranh nằm trong danh sách tranh Việt đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế. Tác giả là họa sĩ Mai Trung Thứ, một danh họa hàng đầu của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Nhưng có lẽ ít ai biết, ông còn là một nhà quay phim đã ghi lại một sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt. Trong hồ sơ an ninh báo cáo về hoạt động của phái đoàn Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp năm 1946, cái tên Mai Trung Thứ liên tục xuất hiện trong vai trò nhiếp ảnh gia. Ông ta thường có mặt bên cạnh một số thành viên phái đoàn Việt Nam. Là một trong những sinh viên xuất sắc của khóa 1 trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, Mai Trung Thứ sang Pháp từ năm 1937. Tham gia Hội Ái hữu Việt Nam, năm 1946, ông được giao phụ trách công việc quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp và phái đoàn Việt Nam dự hội nghị Fontainebleau. Tại sân bay Bourget, lần đầu tiên trong lịch sử, quốc kỳ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ ngang hàng cùng quốc kỳ Pháp. Trong chuyến đi đặc biệt kéo dài tới 99 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 400 cuộc gặp mặt với rất nhiều nhân vật là chính khách, thủ lĩnh các đảng phái chính trị, các giới văn hóa, xã hội và kiều bào. Mai Trung Thứ luôn bám sát tiến trình đối thoại, thương lượng, tận dụng từng giây, từng phút, kiên định gìn giữ nền độc lập thống nhất bằng biện pháp hòa bình của người. Khoảnh khắc ấn tượng Bác đưa tay bịt nòng khẩu Đại Bác đã được ông kịp ghi lại như là một biểu tượng khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ông đã bắt được những cái thần, một cái vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam. Một Hồ Chí Minh kiên định khi tiếp xúc với những chính khách người Pháp, dù họ đương là kẻ thù của chính đất nước mình. Một Hồ Chí Minh với bạn bè vô cùng hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, nhưng cũng có một Hồ Chí Minh vô cùng gần gũi trong cộng đồng những người Việt Nam. Chúng ta cũng thấy một Hồ Chí Minh đi trên biển vui vẻ, sảng khoái. Mai Trung Thứ cũng bắt được những phút lo lắng, những cái trầm tư của Hồ Chí Minh trước vận mệnh của đất nước. Trong suốt gần 30 năm, họa sĩ Mai Trung Thứ đã trân trọng gìn giữ những thước phim gốc để sau này có dịp gửi về Tổ quốc qua đoàn làm phim về Bác của nhà báo Hồng Hà năm 1974. Nhiệm vụ của tôi đi sang sưu tầm những tài liệu về Bác Hồ đó. Thì ông ấy nói ngay là toàn bộ những các cái phim quay ở Pháp của Bác Hồ là ông ấy còn giữ nguyên. Tôi nhờ anh đem về để tặng trong nước. Số phim ấy tôi ước lượng gần một tạ. Tôi đem về anh em đều có sử dụng trong rất nhiều những các cái phim làm về Bác Hồ. Trong gia đình Pháp Việt đấy thì có để ra các cháu. Đấy là các đồng bào thực hành trước lúc chính phủ thực hành. Ô Chủ tịch. Mai Trung Thứ ghi lại đến những hình ảnh cuối cùng khi con tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh rời nước Pháp. Trên càng chỉ còn lại bóng dáng của người họa sĩ hướng về Tổ quốc. Gần nửa thế kỷ xa quê, ông đã góp phần giữ lại những tư liệu quý giá về lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh với biết bao gian khó của những ngày đầu lập nước.